Xin chào, chúng ta gặp lại nhau trên kênh tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Những ngày qua thì mạng xã hội lan truyền câu chuyện về tình yêu cùng với hình ảnh của người phụ nữ 65 tuổi và chàng trai ngoại quốc kém 41 tuổi đang gây xôn xao. Trong hình ảnh thì cặp đôi ngồi sát bên nhau, nở nụ cười hạnh phúc, thậm chí còn dành những cử chỉ âu yếm và yêu thương. Ngoài ra thì giấy chứng nhận kết hôn của cặp đôi cũng được cộng đồng mạng chuyển tay nhau rồi bàn tán. Mới đây, cô dâu 65 tuổi đã lên tiếng tiết lộ về hoàn cảnh gia đình và lý do chồng ngoại quốc 24 tuổi đến với mình. Sau đây, mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Danh tính của cặp đôi đũa lệch này là chị Nguyễn Thị Hòa, vốn là một phụ nữ 65 tuổi đã có 5 người con quê Đồng Nai và chú rể là Aziz Ureman, 24 tuổi người Pakistan. Họ nên duyên nhờ quen nhau trên mạng xã hội. Chị Hòa cho biết chị và chồng quen nhau cách đây 2 năm thông qua mạng xã hội. Khi ấy, Rehman chủ động kết bạn với chị trước. Trong lần trò chuyện đầu tiên, anh ấy đã tỏ tình với tôi. Tôi liền bảo nhận chị em vì cậu nhỏ tuổi quá, không thể làm người yêu được. Anh liền không chịu và đòi tự tử. Đến lần thứ ba anh tỏ tình, tôi cảm nhận rõ sự chân thành nên đã chấp nhận với suy nghĩ hai người cách xa nhau có gặp nhau đâu mà lo. Chị Hoa nhớ lại. Sau khi yêu 2 tháng, Rehman quyết tâm về Việt Nam gặp mặt người yêu nhưng không có đủ tiền. Mãi một năm sau, anh bắt đầu chuyển đi đến Đồng Nai, Việt Nam tìm gặp bạn gái quen qua mạng. Khi ấy, chị Hoa có suy nghĩ rằng Rehman về gặp, thấy chị già sẽ chấp nhận từ bỏ. Ngờ đâu chàng trai người Pakistan lại càng thương chị hơn, thậm chí anh còn muốn đăng ký kết hôn trở thành chồng hợp pháp của chị. Khi anh ngỏ lời muốn làm chồng, tôi chăm sóc tôi nốt quãng thời gian còn lại, tôi ngỡ ngàng và xúc động lắm. Tôi cảm nhận rõ sự chân thành từ trái tim anh, nhưng không thể tự ý quyết định đăng ký kết hôn được, bởi tôi còn có 5 cô con gái, nên làm gì cũng phải hỏi ý kiến các con. Ban đầu các con phản đối gay gắt lắm, nhưng khi gặp Rehman, chúng thấy được sự chân thành mà anh dành cho tôi, nên đồng ý và chúc phúc cho cả hai. Thực sự tôi cảm ơn các con rất nhiều. Chị Hòa tâm sự. Chị chia sẻ rằng, lúc đầu mình thấy ổng cũng rất ngỡ ngàng, tự hỏi tại sao ổng đẹp trai, trẻ vậy mà lại thương mình. Mình không nghĩ ra, ổng biết mình cũng không có tiền nên việc quen để lợi dụng mình là hoàn toàn không có. Được biết chị Hoa vốn làm nghề thợ may, hoàn cảnh gia đình không giàu có. Hàng ngày, anh đi làm thợ hồ, kiếm tiền giúp vợ trang trải cuộc sống. Lúc rảnh anh vào bếp nấu những món ngon cho vợ và các con cháu của vợ thưởng thức. Sống chung với anh, tôi có nhiều điều trăn trở lắm, ví dụ như mình không thể sinh con được. Một lần tôi từng thắc mắc với anh sao không cưới vợ để sinh con đẻ cái. Anh nói rằng không cần con bởi có nhiều cháu rồi. Chị Hoa bày tỏ. Chị Hoa và chồng ngoại quốc tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Họ chấp nhận bỏ qua những lời đàm tiếu này kia từ người đời. Chị bảo chỉ cần chị và chồng có cuộc sống vui vẻ viên mãn là đủ. Còn ngoài kia sóng gió ra sao, chị cố gắng vượt qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV và đừng quên ấn like, share và subscribe để luôn luôn cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.